Hi everyone, nice to meet you in our English lesson today. My name is Bùi Thanh Thủy. I'm from Trưng Trắc Secondary School in Văn Lâm District. Xin chào các em. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Cô tên là Bùi Thanh Thủy, giáo viên trường Trung học cơ sở Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Today we are going to study Unit 9, Natural Disasters, Getting Started, Listen and Read. First, watch a video clip and tell me what it is about. Caught on video. Tsunami wave, Japan. Japan is still recovering from the impact of the savage, devastating tsunami that ravaged the northeastern part of the country in March of 2011 following a magnitude 9 earthquake. Yes, fire tornadoes or fire whirls are a real, albeit rare, thing. They occur when hot, dry air rises rapidly out of the ground, thus forming vertical columns or chimneys before thinning out, cooling, and dissipating at higher altitudes. It's tough to recall a more destructive natural disaster within American borders than Hurricane Katrina touching down in New Orleans in 2005. The largest and third strongest hurricane ever recorded to make landfall on U.S. soil, Katrina reached Category 5 hurricane status with winds up to 175 miles per hour. Qua đoạn video clip vừa rồi, các em đã nhìn thấy một số hình ảnh động đất, sóng thần, núi lửa. Và chúng ta thấy đó chính là những thảm họa thiên nhiên. Nó có sức tàn phá rất là kinh khủng. Và ở Việt Nam, thời gian vừa rồi đã xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn hoặc là mưa đá ở một số địa phương. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề mới trong bài số 9, Natural Disasters, thảm họa thiên nhiên hay còn gọi là thiên tai. Để biết thêm về một số hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra, chúng ta đi vào phần hoạt động thứ nhất cho cô nhé. Matching. How many pictures are there? There are 5 pictures. How many words are there? 5 words. Now, match the words to the right picture. Picture 1. Snowstorm. What's meaning? Bão tuyết. Very good. Picture 2. Earthquake. What does it mean? Động đất. Picture 3. Volcano. Núi lửa có phải không các em? Đúng rồi. Number 4. Typhoon. Bão nhiệt đới. The last one, thunderstorm, bão có sấm chớp. Các em hãy chú ý lên hai bức tranh số 4 và số 5 cho cô. Chúng ta để ý hai từ typhoon và thunderstorm. Typhoon có nghĩa là mưa bão và thunderstorm là bão có sấm chớp. Chúng ta đã được làm quen thêm với một số thảm họa thiên nhiên. Để phòng tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra, chúng ta nên xem các chương trình dự báo thời tiết trên phương tiện thông tin. Và bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ được học về một bản tin thời tiết. Chúng ta đi vào phần thứ nhất của bài. Listen and read. Look at the picture please and tell me who are they in the picture? Thúy and her grandmother. What are they talking about? They are talking about the weather forecast on TV. Các em có thể thấy bà và Thúy đang nói chuyện với nhau về một chương trình dự báo thời tiết trên TV. Vậy, để biết thêm tên tiếng Anh của một số vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam, các em chuyển sang phần tiếp theo nhé. Matching. Nhìn vào bản đồ Việt Nam, các em hãy nối các cụm từ sau với các vùng miền tương ứng cô đã đánh số trên bản đồ. A. The Cửu Long Delta. B. The Central Highlands. C. The South Central Coast. D. Hà Nội and areas to the north. Now, let's match. 1. With D. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Number 2. C. The South Central Coast. Number 3, Cao Nguyên, Nam Trung Bộ.
The last one. A. The Cửu Long Delta, đồng bằng sông Cửu Long. To understand the conversation between Thúy and her grandmother, let's move to part 2, true or false statement prediction. Để hiểu hơn nội dung về đoạn đối thoại giữa Thúy và bà của bạn ấy, chúng ta sang phần dự đoán nhé. How many sentences are there? There are 5 sentences. Number 1. It won't be sunny in Hanoi. Number 2. There will be thunderstorms on the South Central Coast. Number 3. It will be cloudy in Cửu Long Delta. Number 4. Thúy's grandmother always checks weather forecast. Number 5. Thúy and her old friends are going for a picnic. Now, bây giờ các em hãy gập sách lại và cùng dự đoán cho cô nhé. Các em có 1 phút để chuẩn bị cho phần này. Are you ready? Yes. Listen and repeat to check your prediction, please. Grandma, it's the weather forecast on TV. Can you turn up the volume, Twee? Yes, Grandma. Here is tomorrow's weather forecast. Hanoi and areas to the north will be sunny. Hanoi will have temperatures between 23 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. It will be raining along the coast of Than Hoa. The south central coast can expect thunderstorms. Hue will experience temperatures between 25 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. There will also be thunderstorms over the central highlands. Areas around the Cửu Long Delta can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City's temperatures will be between 27 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. That's all, Grandma. Thank you, dear. What are you doing? I'm preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven't met since we left school. We're going to a park on the other side of Thang Long Bridge. Why don't you bring along a raincoat? But Grandma, the forecast says it'll be sunny. I never trust weather forecasts. You don't miss a single one on TV, do you? But I like watching them, dear. All right, Grandma. I'll bring some raincoats just in case. I hope my friends won't laugh at me. Now, bây giờ chúng ta hãy cùng cô chữa phần đáp án của mình nhé. Để làm được bài tập này tốt hơn, chúng ta sẽ nhìn vào một số từ khóa trong câu. Câu số 1. It won't be sunny in Hanoi. Won't and sunny. Và chúng ta có thể tìm thông tin trong nội dung bài đọc. Thông tin thể hiện ngay ở phần thứ nhất của phát thanh viên dự báo thời tiết nói: Here is tomorrow's weather forecast. Hanoi and areas to the north will be sunny. Hanoi and will be sunny. So the number one is true or false? I think it's false. Can you correct it? Yes. It will be sunny in Hanoi. Hanoi sẽ có nắng. Number two. There will be thunderstorms on the South Central Coast. Thunderstorms, South Central Coast. Dễ dàng thông tin các em nhìn thấy ở trong câu sau. The South Central Coast can expect thunderstorm. Nhìn vào thông tin này, các em có thể thấy câu số 2 là đúng hay sai? À, câu số 2 là đúng. Number 3. It will be cloudy in Cửu Long Delta. Dễ dàng nhìn thấy thông tin ở trong bài hội thoại với nội dung areas around the Cửu Long Delta can expect clouds during the day. Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mây trong suốt cả ngày. Do vậy câu số 3, đáp án của các em là gì?
True. Very good. Number four. Thúy's grandmother always trusts weather forecast. Bà của Thúy luôn luôn tin vào chương trình dự báo thời tiết, có phải không? Chúng ta sẽ dựa vào lời nói của bà trong đoạn đối thoại. I never trust weather forecast. Bà không bao giờ tin tưởng vào chương trình dự báo thời tiết. Do vậy câu số 4 là đúng hay sai? It's false. Can you correct? Thúy's grandmother never trusts weather forecast. The last one. Thúy and her old friends are going for picnic. Thúy và bạn bè của cô ấy đi đâu nhỉ? I'm preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven't met since we left school. Chúng ta chú ý vào từ khóa ở thông tin này. Preparing for picnic. Thúy và bạn bè của bạn ấy đang chuẩn bị đi dã ngoại. Vậy câu số 5 các em điền kết quả thế nào? The answer is true. Để hiểu rõ hơn nữa thông tin về bài hội thoại, chúng ta sang phần bài tập tiếp theo, bài tập phần B trang 75. Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue. How many sentences are there? 5. Number 1. Thúy's grandmother wants her to the volume on TV because she wants to listen to the. Number 2. It will be along the coast of Thanh Hóa. Number 3. The will experience thunderstorms. Number 4. Hồ Chí Minh City will between 27 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Number 5. Although Thúy's grandmother doesn't trust, she lies. Với dạng bài tập này, chúng ta có thể tìm những thông tin chính xác ở trong nội dung bài hội thoại để điền mỗi ô, để điền những từ còn thiếu vào ô trống. For example number 1. Với câu số 1 này, chúng ta có thể tìm thông tin ở ngay phần hội thoại đầu tiên giữa bà và Thúy. Và chú ý vào từ khóa cho cô, weather forecast và turn up the volume. Do vậy dễ dàng chúng ta nhìn thấy rằng đáp án ở ô chấm số 1 sẽ là turn up and weather forecast. Do the same with number 2 to number 5. You have 1 minute to finish. Now, number 2. It will be along the coast of Thanh Hóa. Dọc bờ biển Thanh Hóa, thời tiết sẽ như thế nào ạ các em? À, có mưa đúng không? Do vậy đáp án ở câu số 2 sẽ là raining. Number 3. Mưa bão có sấm chớp sẽ xảy ra ở khu vực nào? Central Highlands. Very good. Number 4. Hồ Chí Minh City sẽ có nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C. Vậy đáp án số 4 sẽ là have temperatures. The last one. Câu số 5. Các em có thể dễ dàng tìm thấy thông tin ở phần dự đoán chúng ta vừa mới làm xong, đó là bà của Thúy có tin tưởng vào chương trình dự báo thời tiết không? À, bà không tin tưởng vào chương trình dự báo thời tiết. Do vậy, đáp án phần số 1 sẽ là weather forecast. Và bà vẫn thích xem cái chương trình đó. Do vậy, đáp án số 2. Watching them. Trong bài học có xuất hiện một số cách nói về dự báo thời tiết. Để hiểu hơn về cách nói dự báo thời tiết, chúng ta sang phần cấu trúc câu. Number 2. Structures. Các cách dự báo thời tiết. Các em có thể tìm thấy thông tin thời tiết Hà Nội trong nội dung của bài đọc cho cô không? Hà Nội and areas to the north will be sunny. Chú ý vào từ will be và sunny. Sau will be chúng ta sử dụng một tính từ. Do vậy cấu trúc câu thứ nhất chúng ta có như sau. Subject will be and adjective.
Number two, Hanoi will have temperatures between 23 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. Vẫn Hà Nội sẽ có nhiệt độ dao động từ 23 đến 27 độ C. Chúng ta sử dụng will have và temperatures. Chúng ta có thể nhìn tiếp vào câu tiếp theo cho cô. Huế will experience temperature between 25 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Will experience temperatures. Sau will sẽ là experience cộng với danh từ. Vậy chúng ta cũng có cấu trúc câu thứ hai khi nói về dự báo thời tiết. Chủ ngữ cộng will have experience cộng với danh từ. Các em có thể tìm cho cô thời tiết khu vực Thanh Hóa. It will be raining along the coast of Thanh Hóa. Trời sẽ có mưa dọc bờ biển Thanh Hóa. Chúng ta chú ý vào hai phần gạch chân will be và raining. Sau will be sẽ là động từ verb ing. Vậy công thức tiếp theo. Subject will be and verb ing. Với cách nói này, chúng ta có thể sử dụng thì tương lai tiếp diễn khi diễn nói về dự báo thời tiết. Với hai mẫu câu trên, chúng ta sử dụng thì tương lai đơn. Và để luyện tập với các cấu trúc câu này, chúng ta sang phần tiếp theo cho cô nhé. Đây là bảng dự báo thời tiết của các vùng miền trên Việt Nam. Các em hãy nhìn vào bảng dự báo này sử dụng cấu trúc câu vừa học để dự báo thời tiết về một số tỉnh thành nhé. Hà Nội sẽ có mưa và nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Vậy chúng ta có thể sử dụng cấu trúc câu để nói được là Hà Nội will be raining. It will have temperatures between 19 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. Thế còn về Thanh Hóa thì sao? Trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C. Thanh Hóa will be sunny. There will be breeze. It will experience temperatures between 24 degrees Celsius and 36 degrees Celsius. Còn nhiệt độ ở Huế thì sao? Trời nhiều mây, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C. Huế will be cloudy on the day and have temperatures between 18 degrees Celsius and 31 degrees Celsius. Còn lại một số địa điểm khác về nhà, các em sẽ tập nói và viết về dự báo thời tiết. Để nhớ lại kiến thức và nội dung bài học vừa rồi, cô cùng các em chơi một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là hộp quà bí mật. Cô có 6 hộp quà và trong mỗi một hộp quà sẽ có những điều bí ẩn. Vậy chúng ta có muốn khám phá những điều bí ẩn đó không? À, chúng cô cùng các bạn chơi trò chơi nhé. Cô chọn ô số 4. Thúy is preparing for picnic with A. Her classmates, B. Her old friends, C. Her brother, D. Her parents. Chúng ta có nhớ lại được Thúy đang chuẩn bị đi đâu không? Và với ai? À, với nội dung trong bài, chúng ta có thể thấy Thúy đang chuẩn bị đi chơi cùng với bạn bè của mình. Do vậy, đáp án câu số 4 sẽ là B. Các em chọn số mấy nào? À, number 2. Thúy's grandmother wants her to turn the volume. A. On. B. Off. C. Up. D. Down. Bà của Thúy muốn bạn ấy làm gì nhỉ? Có phải bà đang muốn Thúy vặn to cái âm lượng lên không? Vậy đáp án của câu số 2 sẽ là C. Cô sẽ lựa chọn câu ở hộp số 5. Thúy's grandmother asked her to bring A. Food. B. A drink. C. Warm clothes.
D. A raincoat. Bà của Thúy muốn Thúy mang theo cái gì khi đi dã ngoại nhỉ? Chắc chắn sẽ là một chiếc áo mưa rồi. Vậy đáp án câu 5 sẽ là D. Các em chọn ô số mấy nào? Number 1. Hanoi and areas to the north will be A. Sunny, B. Rainy, C. Snowy, D. Cloudy. Hà Nội và các khu vực phía Bắc trời sẽ như thế nào nhỉ? Có nắng đúng không? Đáp án A là đáp án chính xác. Cô sẽ chọn tiếp ô số 3. Huế's temperatures will be 25 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. A. To from, B. In, C. On, in, D. Between, and. Chúng ta có thể nhận thấy để nói về nhiệt độ thì có thể sử dụng between và and. Do vậy D sẽ là đáp án chính xác. Hộp quà số 6, các em sẽ khám phá xem nhé. À, các em sẽ được nhận một lời chúc từ cô. Wishing you all the very best for your exams. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em trong kỳ thi tới. Để ghi nhớ được nội dung kiến thức của bài học, chúng ta sang phần cuối cùng. Đó là bài tập về nhà. Number 1. Make sentences with structure we have learned. Number 2. Practice the dialogue. Number 3. Prepare the new lesson, Unit 9. Read. Phần thứ nhất, nhiệm vụ của các em sẽ là đặt câu với các cấu trúc câu vừa học. Phần thứ hai, luyện tập bài hội thoại bằng cách có thể đọc bài cùng với bạn của mình. Bài tập số 3, chuẩn bị bài mới. Bài số 9, phần đọc hiểu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thanks for watching.